Rồi bây giờ thằng sẽ diễn qua nói tới một số những thông tin liên quan đến crypto. Thì đầu tiên hết á chúng ta thấy được là có một cái thông tin tốt đó chính là Google đó sẽ bắt đầu cho phép một số khách hàng thanh toán cho các dịch vụ cloud bằng crypto vào đầu năm tới và dịch vụ cloud đó là dịch vụ đám mây, dữ liệu đám mây mà các bạn thấy được là Google hay là Amazon đó họ cũng kiếm được rất nhiều tiền từ dịch vụ này và dịch vụ đám mây này ra bây giờ một số khách hàng của Google sẽ có thể thanh toán bằng crypto nhưng mà thông qua Coinbase Pro nghĩa là họ sẽ có một cái danh mục Coinbase Pro rồi người ta trả crypto thông qua Coinbase Pro thì đây là một cái bước tiến tới rất là khác biệt các bạn hãy nhớ là cái đây không lâu cái tay chỉ có 2 3 năm mà thôi Google đã cấm quảng cáo sàn crypto cấm về các crypto các kiểu thì bây giờ đó Google đã mở rộng hơn rồi rất rõ ràng là Google đã chấp nhận thị trường này và thậm chí cho khách hàng thanh toán bằng crypto nhưng mà chỉ cho dịch vụ cloud mà thôi còn sau này đó có thể là họ sẽ mở rộng hơn nhưng mà đây cũng là một bước tiến tới tốt cho thị trường crypto một thông tin tôi cảm thấy là rất đáng để chúng ta có một cái sự lạc quan về tương lai của crypto. Thông tin kế tiếp cũng là một cái thông tin tốt đó chính là một chiếc ngân hàng rất là lâu năm của Hoa Kỳ, có thể nói đây là ngân hàng mà lâu đời nhất à, đã 238 năm rồi đó chính là ngân hàng BNY Mellon. Thì ngân hàng này ra bây giờ đã mở thêm một cái dịch vụ cho những khách hàng có tiền của họ. À, và dịch vụ này là dịch vụ gì? Đây là cái dịch vụ mà lưu trữ crypto cho khách hàng của họ thì à, những bạn nào mà không rành thì BNY Mellon là một trong những công ty mà họ thường cung cấp dịch vụ cho những cái ngân hàng khác à, hồi xưa đó thường làm ở trong thị trường chứng khoán thì BNY Mellon là một trong những tên tuổi rất lớn bây giờ cũng là như vậy à, nhiều bạn không có làm việc trong thị trường chính thì có thể ít nghe nói tới BNY Mellon tại vì họ không có phải cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng nhưng mà đây là một cái thông tin rất là đáng nói tại vì các bạn nên nhớ là năm vừa rồi đó thì BNY Mellon đã nhiều lần kêu gọi là Hoa Kỳ cần có thêm những cái uh, hướng đi rõ ràng về pháp lý à, trước khi mà những ngân hàng như là Binway Mellon tham gia vào crypto. Hôm nay chúng ta thấy được là họ đã mở cái dịch vụ đầu tiên đó chính là lưu trữ Bitcoin và Ethereum cho khách hàng của họ và sau này có thể là họ sẽ mở cho trading crypto cũng có thể. Thì có thể nhiều bạn nói là cái này có gì đâu quan trọng tại vì uh, mình tự giữ crypto được cần gì phải thông qua Binway Mellon. Cái đó là chúng ta nói tới cá nhân mà thôi Các bạn cứ nghĩ đi một ngân hàng mà họ lưu trữ giống như là 1 tỷ đô la crypto đi Bitcoin và Ethereum thì các bạn không biết nào nói họ là cứ mua vài cái ví lạnh rồi tự lưu trữ rồi lưu trữ một phần trên MetaMask Tuy nhiên là không được rồi các bạn Họ cần có một cái nơi mà có cái uy tín có bảo hiểm lâu đời để mà lưu trữ cho họ đó là cách đơn giản hơn và cách mà những công ty lớn họ tin tưởng À, những công ty lớn họ vào thị trường này là để đầu tư chứ không phải là họ vào thị trường này để mà play to earn game hay là không phải là thị trường này để mua IDO đâu các bạn họ lưu trữ tiền này có thể là cho khách hàng của họ cho nên họ cần có bảo hiểm cần phải được an toàn một tên tuổi lớn cung cấp dịch vụ lưu ký như thế này và binway chính là công ty đó một thông tin khác nữa mà hôm qua đã thuận không có chia sẻ với các bạn là thông tin cũng rất là lớn đối với thuận những bạn nào mà là fan của Polygon thì các bạn đã biết là Polygon đó là mạng lưới tầng 2 của Ethereum và mạng lưới Polygon cách đây không lâu đã mua lại một cái uh, giao thức khác. À, thường nhớ cái thức đó tên là Hermes và họ mua cái mức giá rất là cao là 250 triệu để mua cái giao thức này. Và bây giờ đó họ sẽ bắt đầu là thử nghiệm một cái testnet tích hợp cái giao thức này và cái giao thức này đó là có một cái gọi là zk EVM có nghĩa là zero knowledge proof EVM là một trong những cái cách mà phát triển mạng lưới cho nhanh hơn và hiệu quả hơn. Thì hiểu đơn giản đó chính là đây là một cái công nghệ mà có thể họ sẽ lấy nhiều giao dịch rồi họ sẽ đóng gói lại thành một và sử dụng một lần trên mạng lưới thì điều này sẽ làm cho cái tốc độ nó nhanh hơn và phí sẽ rẻ hơn và đây cũng là cái công nghệ mà Ethereum bản thân của Ether cũng sẽ tích hợp sau này các bạn thấy được là Polygon hầu như để đi trước ngay cả Ethereum nữa và hầu như là Polygon uh, đã có những gì mà Ether muốn có rồi Nhưng mà bây giờ Polygon mở lên mạng lưới tầng 2 của Ethereum Và thông tin này đó là những cái ứng dụng lớn như là Uniswap AV Thì đang thử nghiệm cho mạng lưới testnet này Trước khi mà họ bắt đầu tích hợp vào mạng lưới chính thức của Polygon Đây là thông tin mà rất là tốt đối với Polygon Và nói tới Ethereum đó thì có một cái thông tin rất là thú vị Đó chính là chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng Ether được sinh ra sau khi mà có hiện tượng nào merge thì các bạn đã biết là sau đó thì cái phần trăm lạm phát của Ether đã giảm rất là nhiều rồi giảm đến nỗi nào đến nỗi mà trong vòng một tuần qua đó các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua thì phần trăm lạm phát của Ether là âm 0.14% có nghĩa là cái số lượng Ether tuần này so với tuần trước đó không những là không tăng mà còn giảm nữa thì nhiều người nói là làm sao có chuyện này tại vì Ether là mạng lưới mà không có cái số lượng ấn định có nghĩa là sẽ lạm phát mãi mãi và mỗi ngày đều có Ether sinh ra để mà trả cho những người mà tham gia vào staking mà Nhưng mà các bạn nên nhớ là khi các bạn sử dụng Ethereum đó, thì một phần sẽ bị đốt đi à, Thông qua EIP 1559 cái đề xuất đó Bây giờ cái số lượng đốt đi còn nhiều hơn là sinh ra trong một tuần nhiều rồi à, Thì đây là cái tuần đầu tiên sau hiện tượng numbers có cái dấu hiệu là giảm phát Đương nhiên đây là một tuần mà thôi chúng ta có thể nhìn thấy được là xa hơn trong vòng 30 ngày qua đó thì phần trăm lạm phát hàng năm của Ether chỉ có 0.09% mà thôi. Các bạn thấy được là phần trăm lạm phát này là hầu như là bằng con số 0. Có nghĩa là Ether mặc dù là một mạng lưới mà không có tổng số ấn định nhưng mà thông qua EIP 1559 thì nó cũng tự quản lý được cái phần trăm lạm phát ở mức rất là thấp, thậm chí là còn không lạm phát mà còn giảm phát nữa và cái sự ảnh hưởng của the merge như bạn cũng đã biết rồi đó chính là làm giảm đi cái số lượng ether sinh ra hàng ngày trên mạng lưới thì uh, các bạn thì là từ khi mà có hiện tượng the merge sẽ à bây giờ đây thì có thêm 7.770 mấy bây giờ là 7.785 ether được sinh ra thì nhiều bạn nói là quá nhiều ether 7.000 mấy ether nhưng mà các bạn cần phải hiểu đó nếu như mà chúng ta chưa chuyển qua thành proof stake đó, vẫn còn ở mạng lưới đào thì bây giờ đó tổng số sinh ra trong thời gian đó là tới 324.986 ether lận để mà trả trên thời đào tại vì chúng ta không còn đào nữa cho nên phần trăm tăng trưởng mới thấp như vậy chỉ có 7,7 ngàn ether mà thôi và các bạn có nhìn thấy được là cái số lượng ether trên thị trường đó đã giảm đi bắt đầu là từ thời điểm là ngày 8 tháng 10 đó trong vòng 3 ngày qua thì đã đi ngược cho xuống tại vì cái số lượng đốt đi nhiều hơn là cái số lượng được sinh ra Thông tin kế tiếp cũng là một cái thông tin tốt liên quan đến XRP mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đây là cái cập nhật liên quan đến cái cuộc chiến pháp lý giữa Ripple và SEC. Thì cập nhật mới nhất là gì? Đó chính là các bạn nhìn thấy được một cái văn bản ngắn trên màn hình đó. Thì văn bản này nói là thẩm phán Annalisa Torres à, đã đồng ý với lại XRP. Có nghĩa là họ nhiên về phía Ripple là cho phép hai công ty đó chính là Iremit và Tapjet. Hai công ty này đó chúng ta đã nói sơ sơ về tuần trước đó. Đây là hai cái công ty uh, mà không liên quan trực tiếp tới cái dự án này nhưng mà đây là hai cái uh, công ty mà có thể cung cấp thêm một số những thông tin để cho uh, thẩm phán hiểu hơn về uh, XRP là gì iRemit là cái uh, công ty mà thanh toán sử dụng XRP, còn TapChat cũng thanh toán sử dụng XRP nhưng mà đây là một cái công ty nó giống như Uber nhưng mà các bạn uh, thay vì là kêu xe mà các bạn kêu máy bay tư nhân. Thì hai công ty này đó sẽ trở thành một cái gọi là bạn của tòa án hay là fans of court. Thì uh, nó không giống như là hai cái uh, nhân chứng. Tại vì nhân chứng đó là những người mà chứng kiến sự việc hay là những người mà liên quan đến sự việc. Thì mới gọi là nhân chứng. Hai người này đó chỉ là bạn của tòa án mà thôi. Có nghĩa là họ sẽ đưa ra cái nhận định của mình uh, về cái sự kiện XRP là chứng khoán hay là không chứng khoán. Hay là họ hiểu như thế nào về XRP thì đối với lại nhiều người đó hai công ty này là hai công ty mà nghiêng về phiếu Ripple cho nên việc mà thẩm phán cho phép hai công ty này đưa ra tóm tắt ý kiến về cái vụ kiện đó thì coi như cũng là một cái dấu hiệu tốt là Ripple đang có phần trăm cao hơn là SCC tại vì SEC ban quản lý của Hoa Kỳ đã không thành công ngăn chặn hai công ty này đưa ra ý kiến về vụ kiện khi nào mà khó thêm thông tin nên thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn Bây giờ chúng ta vẫn chưa có ngày chính thức khi nào dự kiện này mà có kết quả đâu Chỉ hy vọng là trong năm nay thôi đã rất là lâu rồi Trong năm nay chúng ta hy vọng là có kết quả về cái dự kiện này Chúng ta còn vài thông tin nữa để mình chia sẻ luôn với các bạn Thông tin này là một cái thông tin là xấu nhưng mà cũng không có gì gọi là quá bất ngờ đâu Đó chính là SEC đã, đã ra quyết định là sẽ từ chối cái đơn có cái spot Bitcoin ETF của Wisdom Tree Không có gì đặc biệt hết, rất rõ ràng là bây giờ SEC đó sẽ không có thông qua bất cứ một cái spot ETF nào cho đến khi nào mà SEC đó được quyền quản lý crypto mà thôi nhưng mà đó vẫn là một cái sự tranh cãi hiện bây giờ giữa CFTC và SEC hiện tại khả năng là sẽ không có một cái spot ETF được thông qua đâu các bạn. Nhưng mà lý do đó thì cũng khá là buồn cười tại vì SEC đó trước đây đưa ra một số lý do đó chính là chúng ta thấy là cái tính thanh khoản thị trường này không có cao cho nên không có cho Bitcoin ETF đó chính là những lý do chúng ta có từ năm 2018 rồi. Rồi sau đó SEC nói là thị trường này đã được sử dụng quá nhiều bởi những cái đơn vị phạm tội, cho nên không được thông qua. Và các bạn thấy được là bây giờ đã hai cái đó đã bỏ một bên, tại vì đã có nhiều dẫn chứng cho thấy được là thứ nhất bitcoin không được sử dụng nhiều trong những cái đơn vị phạm tội, tại vì các bạn thấy được là tiền mặt nó dễ dàng hơn bitcoin, đó thì ai cũng có thể theo dõi được à, ở trên mạng lưới blockchain, cho nên không nghĩ là đó là cái phương tiện người ta dùng nhiều đâu trong những cái việc phạm tội Thứ nhì nữa đó là về việc là thanh toán không có cao thì nghĩ là nhiều người đã biết rồi Bây giờ các bạn có thể trade biết bao nhiêu tiền ở trên thị trường hàng ngày Vẫn có thể mua bán bình thường được mà thôi Và điều thứ ba đó SEC hay nói đó là trước đây không có đơn vị nào uy tín à, lưu trữ crypto hết cho nên rất là nguy hiểm cho những nhà đầu tư Bây giờ các bạn thì được là có rất nhiều những công ty lớn Có dịch vụ lưu ký có bảo hiểm Và mới đây thường vừa chia sẻ với các bạn là ngay cả BNY Mellon Một công ty Ngân hàng lâu đời nhất của Hoa Kỳ cũng đã có dịch vụ này rồi, thì đó cũng không phải lý do. Bây giờ lý do là gì? Lý do là nói là tại vì thị trường này đó vẫn còn có nhiều lừa đảo, cho nên à, không được thông qua. Thì câu hỏi của Thuận là thị trường nào mà không có nhiều lừa đảo các bạn? Các bạn có nhìn thấy được đi danh sách trên màn hình đó? Chỉ tính riêng gần đây thôi là có biết bao nhiêu, biết bao nhiêu là những cái vụ lừa đảo lớn trong thị trường tài chính tại Hoa Kỳ dưới quyền quản lý của SEC mà vẫn xảy ra ảnh hưởng biết là bao nhiêu nhà đầu tư chúng ta nói tới là Enron, Worldcom, chúng ta nói tới là năm 2008 khung quản tài chính lúc đó chúng ta nói tới Bernard Madoff à, đã lừa đảo biết bao nhiêu tiền của nhà đầu tư tất cả những sự kiện này đều những sự kiện rất là lớn trong thị trường tài chính và gần đây hơn đây các bạn thì chúng ta có một nhân vật cũng rất là nổi tiếng như bạn chắc cũng có thể à, nghĩ đến thằng nói nhân vật nào rồi đó chính là không ai khác hơn là Elizabeth Holmes của Theranos à, đây là công ty lừa đảo À, mà cuối cùng đó thì cũng đã bị sụp đổ. Thì nếu như nói Bitcoin không thể có spot ETF tại vì có nhiều lừa đảo liên quan đến Bitcoin thì các bạn thấy là thị trường nào mà chẳng có lừa đảo chứ tôi nghĩ đây chỉ là cái uh, chiêu trò trì hoãn bây giờ mà thôi cho đến khi nào mà có luật pháp rõ ràng hơn Hy vọng là chúng ta thấy là Bitcoin hoàn toàn quản lý bởi CFTC thì lúc đó có thể là chúng ta sẽ có cái spot ETF được chấp nhận bởi CFTC cũng có thể Hy vọng là như vậy chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái quá trình ETF spot như thế nào tại vì đây không phải là cái lần cuối cùng đâu các bạn thông tin kế tiếp đó là một cái thông tin liên quan tới mạng lưới binance smart chain thì các bạn cũng đã biết là cái mạng lưới này đã, đã có một cái cuộc tấn công và đã có một số lượng BNB được sinh ra nhưng mà sau đó đã được đóng băng và giải quyết thì bây giờ đó mạng lưới binance smart chain sẽ hard fork để mà sửa cái lỗi đó để nó không xảy ra nữa thì người dùng cần làm gì Câu trả lời là không cần làm gì hết, các bạn đang lưu trữ đồng BNB thì cũng không cần phải làm gì, ngoại trừ các bạn là người chạy máy nô no, thì cần phải cập nhật mà thôi, chứ còn người đầu tư thì không cần phải làm gì hết. Ba, cuối cùng là chúng ta sẽ nói tới Solana. Thực ra còn một thông tin nữa nhưng mà Solana là th cái thông tin kế tiếp thì các bạn đã biết là Solana nè nó đã có 10 lần, 10 lần mạng lưới này đã đóng băng và không tiếp tục hoạt động nữa. thì đây là một cái điều mà cực kỳ lo lắng trong cộng đồng và bây giờ đó thì những cái người dẫn đầu của dự án này cũng đã nói là đây cũng là cái sự quan tâm hàng đầu cho những người dùng có cái lòng tin hơn về cái mạng lưới này. tại vì nó cứ đóng băng hoài như vậy thì họ nói là họ đã tìm thấy được một cái giải pháp đến từ trong crypto và giải pháp này đã gọi là fire dancer thì nó là chỉ cần là fire dancer này đã được kích hoạt trên mạng lưới của Solana thì sẽ giải quyết được cái vấn đề là mạng lưới bị đóng băng sẽ không có tắt nghẽn nữa vân vân chúng ta vẫn chưa có biết là có thành công hay là không tại vì thường cũng không thấy rõ nhiều cái chi tiết liên quan tới fire dancer trong cái bài viết này nhưng mà hy vọng là như vậy Chứ nếu không mạng lưới nó cứ bị đóng băng hoài rồi, rồi bị chụp quê thì cũng kỳ <laughs> Rồi cuối cùng thì uh, chúng ta có một cái thông tin là sàn uh, Bittrex đã phải đóng phạt là 29 triệu uh, Cho hai đơn vị có thể hiểu đơn giản đó là đơn vị quản lý những cái tội tài chính của Hoa Kỳ gọi là FinCEN Và cái đơn vị thứ nhì gọi là OFAC như là cái đơn vị quản lý danh sách của những cái người mà bị cấm vận kinh tế đó Thì tại sao mà Bittrex bị phạt 29 triệu thì uh, lý do là tại vì trong khoảng thời gian tại vì sàn cũng hoạt động khá lâu rồi đây là cái khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2018 đó thì sàn Bitrex không có những cái như là xác minh thân phận dẫn đến là sàn này đã cung cấp dịch vụ cho một số người nằm trong danh sách cấm vận kinh tế cho nên cuối cùng mà đã chấp nhận đóng phạt là 29 triệu nói chung là đóng phạt cho những gì xảy ra trước đây chứ không phải là hiện bây giờ và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Như bên nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Khác Video thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Binance, Bybit hay là FTX và những dụ khác như là toàn nhìn thấy trên màn hình. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got